Đến nay, Việt Nam là nước được thế giới đánh giá cao và hiệu quả chống lại đại dịch COVID-19. Để đạt được thành công này, có vai trò đồng lòng, ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua việc chấp hành tốt khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và tích cực ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế để cùng với nhà nước triển khai chống dịch hiệu quả hơn. Là doanh nghiệp may đang sản xuất khẩu trang kháng khuẩn 3 lớp tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, công ty cổ phần may Hưng Việt cùng các công ty trong hệ thống tổng công ty may Hưng Yên đã tham gia ủng hộ tiền và hiện vật trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, Hưng Việt ủng hộ hơn 30.000 khẩu trang người lớn và trẻ em trị giá 250 triệu đồng. Qua cái việc ủng hộ này thì tôi cũng rất mong là mọi người cũng lên chung tay và cũng tham gia để ủng hộ các cái nơi mà có cái cơ sở dịch bệnh nó xảy ra để làm sao để đảm bảo được để mọi người dân an toàn và giữ gìn sức khỏe, đảm bảo tốt cho cuộc sống gia đình. Dịch bệnh COVID-19 xảy ra và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới đã ảnh hưởng xấu đến hầu hết các doanh nghiệp, từ khó khăn thiếu nguyên liệu sản xuất cho đến khó khăn vì hàng không xuất khẩu được, lượng tiêu thụ giảm. Gạt bỏ nhiều khó khăn trở ngại mà doanh nghiệp mình đang gặp phải, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã luôn đồng hành, có những đóng góp hỗ trợ kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp trong tỉnh có thêm vật tư, trang thiết bị và điều kiện phòng chống dịch được tốt hơn. Mặc dù rất là khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh nó bị giảm sút 30%, tiêu của công ty thì cũng mong muốn đóng góp một phần sức lực cùng với toàn đảng toàn dân để đẩy lùi cái dịch Covid. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đóng góp gần 400 triệu và các trang bị thiết bị y tế để ủng hộ cho chính quyền địa phương cùng các cái bệnh viện. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn thì việc các doanh nghiệp chung tay ủng hộ nhằm ngăn chặn đại dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong những ngày qua càng khẳng định vai trò to lớn của đội ngũ doanh nhân, chủ doanh nghiệp với đất nước. Không chỉ là lực lượng tiên phong thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước, mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác chống dịch.